Được nhận trước 3 tháng học bổng theo chế độ của học sinh trường nội trú, em Đuống Thị Lài, học sinh lớp 11A6, trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương rất phấn khởi vì từ nay có thể thuận lợi tham gia học tập cùng các bạn. Gia đình em có điều kiện mấy, trong lúc này kinh tế cũng rất là khó khăn nên điện thoại chỉ có một cái trong nhà học chung với em. Nhận được học bổng hôm nay em sẽ sử dụng một cách hợp lý đi mua thiết bị học. Em rất là vui khi mình được học giống như các bạn, được tiếp thu bài tốt hơn. Niềm vui của Lài cũng là niềm vui của 101 học sinh của nhà trường được nhận học bổng lần này. Các em đều gặp khó khăn do thiếu thiết bị để học tập. Ngoài việc được nhận trên 3,5 triệu đồng tiền học bổng, các em còn nhận được sim 4G để phục vụ việc học. Điện thoại của em thì nó cũng lâu rồi nên nó yếu rồi, học nó hay bị giật giật với nó bị văng ra ngoài hoài. Nên em có báo nhà trường hôm nay gửi tiền xuống, em cũng rất vui. Em sẽ mua điện thoại mới để cũng đủ dùng để phục vụ cho việc học tốt hơn. Tới thời điểm này, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho các em học tập trực tuyến. Vì các em rất phấn khởi trong cái quá trình khó khăn, rồi đôi lúc các em là một máy, các em hai em học, và thậm chí là các em là cũng không có điều kiện để mà học, là phải đi học chung với các bạn. Thì khi nghe thông tin của nhà trường cho tạm ứng học bổng thì các em rất là phấn khởi. Những niềm vui của các em thì sẽ đưa đến kết quả chất lượng của nhà trường trung học và kỳ 1 này. Đầu năm học này, nhà trường có 100 học sinh thiếu thiết bị học tập. Với sự chủ động của ban giám hiệu nhà trường, nay 100% học sinh của trường đều có thể tham gia học tập với hình thức mới, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả hơn việc dạy học trực tuyến cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ năm học này.